Rồi, chào mấy người. Thì mấy hôm nay ngày đầu tháng á, mình giới thiệu lại cho mọi người về những cái dòng máy của hãng Inco. Thì để mọi người có cái nhu cầu thì có thể mua. Thì nói chung mà những dòng máy Inco thì rất là đa dạng luôn ha. Nói chung là nó đa dạng và nó nhiều mẫu mã, nhiều chủng loại lắm. Đó, thì có thể phục vụ cho anh em các loại luôn, từ máy pin cho tới máy điện ha. Rồi máy mài. Đó. Rồi máy về ngành mộc, ngành gỗ ha, nó rất là nhiều. Đó. Thì thôi giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em về những dòng pin trước nha. Nói chung giá của những con này rất là mềm luôn, không có mắc xíu nào đó. Thì trên màn hình ở đây mọi người thấy. Người thấy ở đây ha, đây là một cái dòng pin đây là dòng cái máy khoan nha, máy khoan pin rẻ nhất của nó là 640.000 thôi, một máy một pin một sạc nha. Anh em nghe kỹ giùm mình cái thông số pin với sạc giùm mình cái nha. Đó, cái máy này là một máy một pin một sạc, có cái mã là CDLI1211 nha. Một máy một pin một sạc, pin 12V 1.5A, giá chỉ có 640.000 thôi. Thì thật sự nói người nhiều lúc anh em mà mua về chúng ta chỉ cần xài một lần, xài ý đó thì chúng ta mua con này được ha. Đó, nó không có tốc này nha, một tốc độ từ 0 cho đến 600 vòng một phút thôi. Anh em nào chúng ta đi bắn vít hoặc là mở ốc mấy cái điện tử thiết bị rồi đó ha, mở ốc mấy thiết bị điện tử hoặc là mạch hoặc là mở ốc như gì đó mà vít được đó, ok, nó đầu tư rất là phù hợp luôn, có 640.000 thôi, quá là rẻ luôn nha. Một máy một pin một sạc nha anh em. Rồi, kế tiếp đây là cái dòng máy khoan pin 12V và dạng pin đứng nha, giá 1.000.000 đồng, một máy hai pin một sạc, một máy hai pin một sạc ha. Pin này máy cũng có hai chức năng này, khoan bằng dứt thôi, không có khoan búa ha, khoan bằng dứt thôi, không khoan búa, một máy hai pin một sạc dạng bụng đứng nha, giá 1.000.000 đồng đó. Anh em nghe kỹ ha. Nó trên nó có hai cấp là số 1 và số 1 quay từ 0 đến 350 vòng phút, số 2 từ 0 cho đến 1250 vòng một phút. Đó, có cái mã là CDLI228120-2. Đó anh em ha. Một máy hai pin một sạc. 1.000.000 đồng nha anh em, không có búa. Rồi, kế tiếp, đây là cái dòng máy khoan cũng là 12V, nó sẽ giống con này nó giống cái con trên đây nè, nó có giống con này ha. Đó, nhưng mà cái dòng này là dòng hai chức năng, nó có hầu như nó có hai số, con này nó không có số nha, con này nó có số nè. Cái gì ở vị trí số 1 nó quay từ 0 đến 350 vòng phút, số 2 từ 0 đến 1350 vòng một phút. Cái này nó cũng có hai chức năng là khoan và bắn dứt thôi nha, khoan và bắn dứt thôi. Nó rất là đẹp luôn như thế này, cũng làm anh em lưu ý nha, một máy một pin một sạc, một máy một pin một sạc cho dòng con này ha. Đó, một máy một pin một sạc 760.000 thôi nè, giá quá là rẻ luôn. Thì nó sẽ khác cái con trên ở chỗ một cái điểm á, là nó là nó sẽ khác ở cái con trên một điểm á, là nó sẽ là có hai số ha, này có vị trí số 1 số 2 nè, này thì không có số ha. Nó một con là 760, một con là 640. Thì anh em coi mua con nào anh em cứ nói giá nhiêu tiền là được nha. Đó. Rồi, kế tiếp, đây là cái dòng máy khoan 12V có búa nè. Nha, 12V này có búa. Một máy hai pin một sạc. Nha, có cái mã là CIDLI228120. Một máy hai pin một sạc, hai số luôn. Vị trí số 1 từ 0 đến 350 phút, số 2 từ 0 1250 vòng một phút. Nha, một máy hai pin một sạc đựng trong cái túi vải. Giá 1.140.000 nha anh em. Này là có búa ha, 1.140.000. Đó, Inco pin nhận pin đứng nha. Anh em mua máy cái đó, mọi máy 12V 1.140.000 là người bán họ sẽ có thể biết rồi ha. Đó. Đó là những dòng giá rẻ. Ok, mình xuống thêm một dòng giá rẻ cho anh em xem. Thì anh em có thể chọn thêm cái dòng này. Dòng này nó sẽ là pin là 16.8V nha. Tất cả này mình giới thiệu là pin 1.5A hết nha. Pin này là 16.8V. Đó, cũng là một máy một pin một sạc luôn, có giá 860.000 thôi, nhưng mà dòng này nó có hai chức năng là khoan và bắn dứt thôi nha, khoan và bắn dứt thôi. Hai vị trí số, số 1 quay từ 0 đến 350 vòng một phút, số 2 từ 0 đến 1350 vòng một phút ha. Đó, nó cũng chỉ có một máy một pin một sạc thôi, đựng trong cái hộp giấy nha, một máy một pin một sạc
rất là đẹp luôn, 860 ngàn. Ok anh em á, anh em mua có nói máy được rồi. Rồi kế tiếp mọi người có thể chọn thêm cái dòng này ha. Dòng này là một máy 2 pin một sạc, giá 1.430.000, một máy 2 pin một sạc 1.430.000 nha, 16.8V 1.5A pin Li-ion. Nó có hai cấp độ số, số 1 từ 0 đến 300 vòng phút, số 2 từ 0 đến 1.300 vòng một phút. Thì cái này nó có thêm chế độ là khoan búa nữa, thì khoan búa của nó là từ nhịp búa nó từ 0 cho đến 2000 BPM nha, từ 0 đến 2000 BPM. Ở đây, trên đây nè mọi người thấy không? Bắn vít nè, khoan búa nè, nó có đủ ha. Đầu kẹp analog này đầu 10 ly nha, nãy giờ mình giới thiệu tất cả đều 10 ly hết. Còn nào mình nhấn mạnh ví dụ bao nhiêu mình nhấn ha, này là 10 ly. Ok anh em ha. Đó, một máy 2 pin một sạc giá 1.430.000, 16.8V, có cái mã là C không phải là CIDLI 1612. CIDLI 1612. Rồi ok anh em ha, 1.430.000. Rồi, nãy giờ mình giới thiệu những cái dòng máy 12V, 16.8V. Thì nếu anh em có nhảy lên dòng 18V thì có thể chơi dòng này ha. Cũng là một máy 2 pin một sạc luôn. Một máy 2 pin một sạc có cái mã là CDLI 221228180 nha. Cái máy này từ vị trí số 1 á, từ 0 đến 400 vòng phút, số 2 từ 0 đến 1300 vòng một phút. Đầu kẹp 10mm, pin là 18V 1.5A nha. Pin 18V 1.5A. Đó. Hai chế độ số này chỉ có khoan bắn vít thôi nha, giá 1.590.000. 1.590.000 chỉ có khoan và bắn vít thôi ha. Đó, mình giới thiệu rất rõ cho anh em mà nha. Một máy 2 pin một sạc chỉ có 1.590.000 thôi. Rồi ok anh em ha. Thì kế tiếp đây là cái máy bắn vít, máy bắn vít 18V nha, 1.870.000. Đó, anh em đầu 6.35 ly nha. 6.35 ly có mã là CIDLI 228181. Tốc độ quay từ 0 đến 2000 vòng phút. Cái này có mô men xoắn đó là 120 N nha anh em. Có thể là bắn vít bằng ốc đều được ha, 120 N cho con này. 1.870.000 ha. Một máy 2 pin một sạc đựng trong hộp nhựa nha anh em. Một máy 2 pin một sạc đựng trong hộp nhựa. Đó. Anh em có thể đi bắn vít ton nè, bắn vít ton rồi mở ốc. Ốc cỡ 12 trở xuống là được nha anh em. Ốc cỡ 10 12 gì đó là chúng ta có thể mở được con này ha. Đó, 120 N. Ok ha, 18V. Còn anh em muốn nhỏ gọn bắn vít á thì bắn lắp kệ đó, anh em có thể cho con này. Đây là cái con máy bắn vít 18V rất là tiện dụng luôn, khi mà chúng ta đi lắp kệ, khi mà chúng ta lắp kệ bắt những cái con vít hoặc con ốc á. Anh em ví dụ con này là 100 N nha, tốc độ quay từ 0 đến 2000 vòng một phút. Một máy 2 pin một sạc giá là 1.320.000. Một máy 2 pin một sạc giá 1.320.000. CIDLI 228181. Tất cả hàng Inco đều bảo hành cho anh em 6 tháng hết nha. 12V đầu 6.35 ly anh em ha. Chuẩn dài. Nên anh em có thể dứt anh em xài thoải mái. Một máy 2 pin một sạc, pin 12V 1.5A. Hàng Inco nhìn rất là đẹp anh em ha. Giá khá rẻ luôn. Có 1.320.000 thôi. 1.320.000 thôi. Tất cả điều nãy mình giới thiệu anh em là dòng có than hết nha. Dòng có than hết. Đó. Những con này có thể mở được con ốc 10 anh em ha. Ốc 10 thì ok, chúng ta có thể dùng con này chúng ta mở được. Này có 100 N thôi. Đó, không dứt. Rồi ok. Sẵn máy vít mình giới thiệu luôn cái dòng máy bắn vít này của hãng Inco luôn. Đây là cái dòng máy bắn vít 20V. Máy bắn vít 20V dòng không than Robles ha. Đó có một nó có lực sáng là 170 N, có cái mã là CIRLI 2002. Thì đây là cái dòng máy bắn vít bán khá là chạy tại cửa hàng luôn ha, dòng 20V búa khá là khỏe. 170 N anh em có thể mở được con ốc cỡ 13 14 vậy ha. Đó. Thì 17 thì tùy theo lực sắn nó thì có thể mở được 170 N thì sẽ mở được cho anh em ha. Dưới đó mở được. Giá chỉ có 2.270.000 thôi nè. 2.270.000 cho cái con máy bắn vít. Một máy 2 pin một sạc, anh em nghe rất rõ ha, một máy 2 pin một sạc nằm trong hộp giấy đựng túi vải. Nha anh em. Một máy 2 pin một sạc, pin là pin 20V. Pin con này là pin 20V ha, 2A ha, một máy 2 pin một sạc. Tốc độ quay từ 0 đến 2000 vòng một phút, 2100 vòng một phút nha anh em. Ở vị trí số nhanh á, số nhanh đây nè. Trên đây nó có số ha, anh em có thể bấm đây để chuyển từ số nhanh số chậm nha, flow và 2. Đó, flow và 2. Flow và 2. Flow là số chậm, và 2 là số nhanh. Số nhanh là 2100 vòng phút, số chậm là 1300 vòng một phút. Đó. Lực sóng 170 N, chỉ có 2.270.000 thôi.
2.270.000 anh em có một cái con bán bích như thế này nha. Máy mới nha, con này mà trưng bày đó. 2.270.000 nha anh em ha, một máy 2 pin 1 sạc kèm thêm một túi vải. Rồi ok anh em. Thì kế tiếp mình sẽ giới thiệu dòng máy khoan. Thì máy khoan thấp nhất của mình có dòng 18V, có dòng 20V. Đây là dòng máy khoan thấp nhất là 20V nè. Rẻ tiền nhất á, à, rẻ tiền nhất là một máy một pin một oven, cái này là một máy 2 pin 1 sạc anh em. Nha, các anh em lưu ý nha, con này là một máy 2 pin 1 sạc. Đó, một máy 2 pin 1 sạc giá là 1.800.000. Đây là máy bán vít ha, khoan dòng vít thôi, hai chức năng ha, đầu kẹp Autolock 10mm bằng nhựa. À, dòng có than, à, đầu kẹp Autolock 10mm ha. Cái pin là 20V, à, có cái mã là CDLI2002. Đó, giá là 1.800.000, một máy 2 pin 1 sạc đựng trong túi vải hộp giấy. Anh em lưu ý nha. Một máy 2 pin 1 sạc đựng trong túi vải hộp giấy, đây là cái dòng pin 20V. Thì dòng rẻ hơn nữa thì mình sẽ anh em sẽ có thể chọn dòng này. Đây, đây là cái dòng rẻ bèo nhèo luôn nha anh em, một máy một pin một sạc ha, hộp giấy không túi vải. À, nó hộp giấy một máy một pin một sạc giá chỉ có 1.280.000 thôi. Đó, anh em nào ít xài á, anh em ít xài mà gần một cái máy mạnh, máy khỏe. Cái con này lực sẵn là 45 Newton nha anh em. Con này lực sẵn là 45 Newton nha. Anh em vừa giới thiệu. Lực sẵn này là 45 Newton nên nó rất là khỏe luôn anh em ha. Hai tốc độ là vị trí số 1 từ 0 cho đến 400 vòng phút, 400 vòng phút số 2 từ 0 đến 1500 vòng một phút. Hai nó có là 15 cấp trượt, còn một cấp khoan ha, một cấp khoan. 15 cấp dứt còn một cấp khoan ha, tốc độ 1500 vòng phút thì ok, thể ứng được nhu cầu cho anh em. Một máy một pin một sạc, một máy một pin một sạc chỉ có 1.280.000 thôi. Giá khá là mềm luôn nha anh em. Đó, cần chi anh em mua những cái đồ ha, chỉ cần cầm con này một máy một pin một sạc thôi là anh em có thể là xài rất là vô tư thoải mái rồi. Pin là pin 12, pin là 20V, 23 ha, anh em muốn nâng cấp pin 4A vẫn có nha. Rồi, sẵn dòng máy khoan mình kế tiếp dòng máy khoan 20V cho anh em luôn. Đây là dòng máy khoan hai chức năng, đầu kẹp 13mm ha, dòng khủng nè anh em. Tốc độ quay tới 1900 vòng một phút, rất là khủng trong thời điểm hiện tại luôn ha. Đó là dòng có than, một máy 2 pin một sạc đựng trong hộp nhựa. Một máy 2 pin một sạc trong hộp nhựa có mã là CDLI2003 nha. Giá là 2.350.000. Ha, tốc độ rất là khủng, anh em có thể thấy nè. Đó, tốc độ 1900 vòng phút thì nó mạnh nhất trong cái phân khúc này, nó chỉ thua một cái con của Dewar 796 là 2000. Nha nè, 796 là 2000, con này là nó tới 1900 vòng phút ha, tốc độ rất là khỏe. Anh em có thể đi bắn Victon nè, bắn Victon nó thoải mái luôn ha. Con này mình bán cho mấy anh em đi bắn Victon nhiều rồi. À, xài rất là ok luôn. À, bán rất là khủng ha, mấy con này mình bán khủng lắm, mấy con mà như thế này nè, nó to nhưng mà bán khủng lắm. Chỉ có 2.350.000 thôi, dòng không búa nha anh em. Còn đây là dòng bán cực kỳ đỉnh nhất luôn nè tại cửa hàng nha. Con này bán là rất là khủng luôn anh em ha, lúc nào cũng cháy hàng hết á. 2.470.000, dòng 3 chức năng. Con này là con đỉnh nhất của Incol, đỉnh nhất Incol nha, không có con nào mạnh hơn con này nữa hết á. Một máy 2 pin 1 sạc, tốc độ quay 1900, lực xoắn của con này là 55 Newton. Lực xoắn của con này và cái con này là cùng nha. Hai con này là cùng lực xoắn với nhau, cùng moment, cùng tất cả đều cùng nhau hết, chỉ khác nhau có búa và không búa thôi. Nha anh em ha, hai con này là giống nhau hết, chỉ khác nhau có búa và không búa thôi. Nếu anh em muốn có búa thì anh em đầu tư con này ha. Con này là nó có tới 23 cấp trượt, một cấp khoan và một cấp khoan búa nha. 23 cấp trượt cho bắn vít, một cấp khoan, một cấp khoan búa. Vị trí số 1 từ 0 đến 450 vòng phút, số 2 từ 0 đến 1900 vòng phút. Đầu kẹp Autolock ha, bằng kim loại 13mm. 13mm anh em, khoan sắt 13mm đó. Động cơ có than ha, động cơ có than. Rồi, dùng một máy 2 pin một sạc đựng trong một cái hộp nhựa. À, hàng chính hãng, kho bảo hành cho anh em 6 tháng nha, pin sạc 3 tháng, có đèn led đầy đủ ha. Điều tốc đầy đủ ha. Con này bán rất là khủng luôn, rất là chạy luôn. Những anh em nào mà quan tâm về những cái con mà đi bắn ton á, bắn nóc nhà đó, ok, đầu tư những con này là bán cực đã luôn ha, mình bán chạy lắm. Thì cái con này nếu anh em mà muốn mà nâng cấp lên pin 4A được, ok, vẫn có thể nâng cấp lên pin 4A được nha anh em, có pin 4A hết cho anh em ha. Rồi, mình sẽ kế tiếp cái dòng mà 2V, à, có búa mà 10 ly. Thì nếu anh em muốn thích cái đầu mà 10mm á, thì có thể chọn dòng này. Dòng này có giá là 2 triệu đồng ha. Đây, 2 triệu đồng. Tại sao nó rẻ? Bởi vì cái đầu kẹp nó là chỉ có 10mm thôi. Dòng này còn có búa mà cái tốc độ quay có 1.500 thôi. Nha, cái motor nó cũng nhỏ hơn cái con kia nữa ha anh em ha. So hai cái con này với nhau nè, là cái motor của con này nó sẽ nhỏ hơn. Giá là 2 triệu đồng ha. Một máy 2 pin một sạc đựng trong túi, đựng trong hộp giấy, có túi vải nha anh em, phụ kiện có túi vải kèm theo. Nó lực xoắn con này là 45 Newton 1m. Một máy 2 pin một sạc giá là 2 triệu đồng nha anh em. 2 triệu đồng. Dòng có than ha, dòng có than. Đó, nó sẽ có là 10 18 cấp trượt dòng để bắn vít, một cấp khoan và một cấp khoan búa.
đó, nhìn rất là đẹp luôn anh em ha, đã luôn đó. Thì những anh em muốn rẻ thì hơi có thể đầu tư con này, mấy cái này xài gia đình là thoải mái rồi anh em ha. Đó rồi, nãy giới thiệu anh em dòng máy khoan bán rất là đỉnh đó, còn thiếu một dòng máy bán bu lông nữa. Thì anh em muốn bán bu lông thì anh em có thể xài con này. Đây là cái dòng máy bán bu lông mà mình bán khá là chạy trong thời gian vừa qua ha, giá nó chỉ có 2.270.000 thôi. Một máy hai pin, một sạc đựng trong hộp giấy, có túi vải cho anh em đựng nha. Con này lực sáng là 300 newton, 300 newton rất là nhiều anh em tin dùng ha, những anh em làm nhà tiền chế, nhà sắt ở trên cao đó, hoặc là làm bóng bu lông ha, đỏ trên cao anh em có thể xài nó. Đây thì con này là giá mình cửa hàng mình bán khá là mềm luôn, chỉ có 2.270.000 thôi, dòng Ripless không than nha, lực sáng 300 newton, tốc độ quay từ nó có chế độ nhanh chậm anh em ha, mình chỉ chế độ low và high nha. Chế độ low high này chỉ nó chỉ có công dụng khi mà mình siết vào thôi nha, còn mình mở ra thì nó chỉ có một tốc nè, mở ra thì cái một tốc ha, mở ra nè anh em, hay đi mở ra thì cái đoạn low high này không có sáng, còn anh em siết vào đèn low high nó sẽ sáng anh em không, mở ra nè không sáng, siết vào nè đó, sáng là để mình chỉnh á, mình chỉnh nhanh hoặc chậm á đó anh em á. Dòng không than Proplet ha, nó rất là đẹp luôn. Nó đầu phần mẫu 1/2, tốc độ quay tới 2.100 dòng/phút, lực búa tới 33.000 BPM ha, vì số nhanh đó. Đó nhìn rất là đẹp, một máy hai pin một sạc, pin này là pin 20V 20A nha anh em. Đó mở được bánh xe hơi ha, bánh trước xe hơi mở đùng đùng ha anh em ha, bánh trước xe hơi ốc như ốc 19 hay nhiều đó, mở đùng đùng, mình đã test thử cho anh em rồi, có video test luôn rồi ha. Đó ông trước xe du lịch đó, 4 chỗ nha, 4 chỗ 7 chỗ mà ok luôn nha. Đó rất là đã. Rồi ok anh em ha, chỉ có 2.270.000 thôi, giá khá là mềm luôn. Con này mình bán cũng rất là khủng luôn nè. Đó, trong những cái dòng mình bán chạy nhất ha. Tại vì Inco thì thực sự giá nó khá là rẻ. Khá rẻ mà bán khá là chạy luôn nha anh em. Đó. Rồi, nãy giờ hầu như là mình giới thiệu những cái dòng mà khủng của hãng Inco đó. Thì anh em có thể xem thêm những cái dòng mà xài pin của nó. Ví dụ như anh em có thể máy cửa lọng thì ok, chúng ta có thể sử dụng máy cửa lọng dùng pin nha. Máy cửa lọng pin cái body này không là giá là 1 triệu, một giá body không nha anh em, cửa lọng là nó bắt phụ kiện nè, body không là 1.100.000 một cái body như thế này ha. Hoặc là cái máy bắn bê tông này ha, máy bắn bê tông được dùng đồ gà SDS, những cái này nè anh em mua cái mũi vít Unica 3.2-3.5 anh em mà bắn vít không tới kê là cầm luôn ha, nó bắn rất là mạnh và rất là khỏe luôn ha. Đó nó nhỏ gọn, chúng ta bắn những cái vít nhỏ đi rất là nhanh, và chúng ta viết siết những vít không tới kê á rất là đã luôn. Đó, anh em có thể mình đầu tư thêm những cái đó, những cái là cái body không có pin nha. Thì anh em có pin sạc rồi mình có thể mình mua thêm. Đây mình sẽ bỏ thử cho anh em xem. Đó. Đây. Thì nó vẫn có chế độ đá lưỡi anh em ha, chế độ đá lưỡi này, hai chế độ đá lưỡi và chế độ nghiêng gắt góc chéo đầy đủ cho anh em luôn. Cái body không chỉ có 1.1 triệu thôi, hoặc là anh em có thể xài cái máy bắn bê tông. Nhiều anh em xài bắn bê tông thì dùng cái đầu gài SDS đó nha, là cái đầu chu gài á. Thì cái máy này là máy hai chức năng nè anh em ha, máy này máy hai chức năng là chỉ có khoan nhập khoan búa thôi chứ không có búa nha, khoan nhập khoan búa thôi chứ không có búa đó. Giá body này không là cũng 1.1 triệu anh em ha, anh em có nhu cầu thì ghé cái mua cái body này không, 1.1 triệu đó, chỉ có khoan nhập khoan búa thôi anh em. Nhìn hai chức năng, chức năng này đang là cái chức năng khoan búa nè, anh em nghe tiếng búa không? Đây. Đó, chức năng này là chức năng khoan ha, khoan búa ha, anh em phải xoay lại dùng một cái chức năng riêng của nó nữa. Đây là cái chức năng khoan nè, có đèn led đầy đủ ha, có đèn led đầy đủ luôn nè. Cái này là cái body không nha anh em, body không chỉ có giá là 1.100.000 thôi, body không 1.100.000, tốc độ quay 900 vòng/phút ha, lực đập 1.5g, lực đập 1.5g nó cao hơn cả cái con dùng pin của cao hơn con dùng pin của Milwaukee luôn, Milwaukee chỉ có 1.1G thôi, dùng 12V á, con này tới 1.5G ha, mạnh hơn nha anh em, mạnh hơn. Đó. Giá cái body không chỉ có 1.1 triệu thôi. Ok, hoặc là anh em có thể phun sơn á, phun sơn anh em có thể dùng không điện cũng được ha. Đây là cái body nè, cái body phun sơn không chỉ có 750.000 thôi ha. Đó, anh em muốn body phun sơn thì chỉ 750.000 thôi, bỏ pin vô chúng ta sơn thôi. Ha, body này thì chúng ta bóp cò thì nó sẽ chạy anh em. Bóp cò thì nó sẽ phun, còn anh em không bóp cò nó không chạy ha, nó do không nó khác như điện, thằng điện thì anh em mở liên tục ha, còn cái body này không thì nó phải bóp cò nó mới chạy. Ok, body chỉ có 750.000 thôi, quá cho rẻ luôn nha. Rồi kế tiếp, nếu mà anh em nào mà cưa kiếm á, cưa mà dùng chỗ không có điện, ok có thể mua con này.
Cái con này, cái cưa kiếm này á, cái body không á nha anh em, body không là 1,2 triệu anh em ha, body không là 1,290 anh em ha, 1,290 ngàn đó, 1,290 ngàn cho cái body này không nè ha, body không anh em, không có pin sạc, anh em mua thêm một pin sạc cho ha. Thì cái nào mà nói body như đó, body anh em nghe rất rõ nha, nhiều lúc anh em nghe không có rõ, cứ nghĩ 1,290 là luôn pin luôn sạc, không có đâu nha, 1,290 là chỉ có cái body không thôi nha. Anh em là muốn mua pin sạc thì mua thêm, giá này chỉ có body không nha anh em, để mình bỏ pin cho anh em nghe tiếng máy ha. Thì những cái dòng này mình bán cũng khá là chạy luôn anh em ha, cũng chạy lắm, nhưng giá khá là mềm luôn ha, không có mắc, anh em xem nè đó. Đó, anh em xem ha, giá khá là mềm luôn, chỉ có 1,290 thôi, là có body thân không nha, pin sạc anh em mua rồi đó. Rồi ok, nếu anh em miếng bơm hơi nữa thì anh em có thể mua cái body bơm hơi này, 535 ngàn cho cái body bơm hơi này ha. Đó, bơm hơi nè, bơm bánh xe ô tô hoặc là xe nhà, xe ô tô thì bơm nó lên được nhưng mà hơi lâu nha anh em đó. Và anh em muốn nhanh nữa thì ok, chọn cái dòng này, cái dòng này là cái dòng bơm lốp xe nè, bơm lốp xe tự động, nó sẽ từ mình sẽ chỉnh ba bao nhiêu là nó tự động nó ngắt luôn anh em ha, nó tự động nó sẽ ngắt luôn. Thì chỉnh này nó cái này nó có rườm rà, chỗ nó hơi to, nó cồng kềnh, nó mang nó không có, nói chung là nó không có nhỏ xíu nào đó, nên nhiều lúc nó hơi to một chút. Để nhà thì ok, để nhà thì anh em có thể dùng cái bình này chúng ta xài nha, đó, dùng cái bình này chúng ta xài nha, thì chúng ta mua bình này chúng ta bơm nha, chỉnh áp lực này đủ ha, có thổi nữa nè, có chức năng thổi nữa, anh em để thổi dùng để thổi thổi nhà hơi á, thổi hoặc thổi phao ok, dùng chức năng là rất là tuyệt vời luôn ha, đó rất là tuyệt vời luôn, nhìn chức năng này rồi ok, dòng pin là hết rồi đó. Ở quanh cái máy này thì giá bên cửa hàng mình bán cái thân này không là 1,260 nha anh em, 1,260 cho cái bơm hơi này. Nãy giờ thôi mà mình phải nói giới thiệu hết nguyên, mới có một cái kệ thôi nha mọi người, mới có một cái kệ thôi. Thì bây giờ còn như đây nữa thì giờ mình giới thiệu có máy đục đi ha, máy đục đi. Thì nếu anh em mà dùng cái đục mà 17 ly á, thì có thể xài con này, chỉ có 1,9 triệu thôi, 1,300 W, đục 17 ly nha, một mà nó có chúng ta là một máy 20 đục 17 ly 1,300 W. Còn anh em muốn đục nặng thì chơi được con đục 30 ly này, đục 30 ly này thì giá chỉ có 3,050 ngàn thôi, nói chung giá khá là mềm luôn. Tất cả này thì bảo hành 6 tháng nha anh em, những con này mình bán rất là chạy luôn nha, cực kỳ chạy luôn đó. Đục 17 ly thì có 1,9 triệu thôi, đục 30 ly thì giá nó là 3,050 ngàn. Nếu anh em mà muốn khoan đục ba chức năng á, mà dạng công suất mạnh á, thì ok, có dùng con này 1,500 W, giá chỉ có 1,430 ngàn thôi. Mà dùng bụng đứng nha, dòng bụng đứng nó có giảm dao động nha, nhập tắt dao động này để chúng ta moi tay không bị mỏi ha. Đó là 1,430 ngàn bụng đục dạng bụng đứng anh em ha, 1,500 W. Nó đầu kẹp cái đầu là đầu SDS ha, đó rất là đẹp luôn. Còn anh em muốn nhỏ hơn chút á, con này hơi nặng nha, cái con này là hơi nặng nè đó. Anh em muốn nhỏ hơn chút thì có thể có dùng cái đục này 1,050 W anh em ha, con này khoảng 6 kg, một tay mình cầm hơi đuối đó, ba chức năng luôn, khoan búa và búa nha anh em, khoan búa và búa dạng bụng đứng đó. Thì con đục này chỉ có 1,2 triệu thôi, đây nè anh em, đó con này nè, đó chỉ có 1,2 triệu thôi, giá khá là mềm luôn đó, không có mắc đâu nha. Đó anh em nào muốn xài cái con này thì đó, 1,2 triệu thôi ha, giá có 1,2 triệu thôi, khá là rẻ luôn, chạy khá là êm ha, và đã nữa, vô này bán bền nữa, cả con này bền lắm, mình bán nhiều biết nhiều anh em phản hồi rất là tích cực luôn ha, đó rất là tích cực luôn đó. Rồi đó là về máy đục anh em ha, thì về dòng máy đục thì mình bán chạy nhất là ba con này nè, con này nè anh em ha, con 1,000 W và con 1,400 này đó, và con này ha, cái con 1,900 nữa nè đó. Còn cái con này thì hơi mắc nha anh em, con này nó tới 3,150 ngàn nữa, con này nó hơi mắc đó nha, con đó mấy chức năng chỉnh tóc thì nọ hết 3,120 ngàn, hơi mắc so với anh em, thì đó là tự mình giới thiệu sao ha. Rồi kế tiếp cái mâm bên đây thì anh em thấy không, 2-4 cái máy cưa gỗ, 4 cái máy cưa đĩa của hai Eagle đều nằm trên cửa hàng mình hết luôn, là tất cả đều có hàng nha. Cái máy đỉnh nhất của hãng Eagle luôn là dùng đĩa 235 nha anh em đó. Anh em có thể là chọn cái máy này, máy đỉnh nhất luôn, dùng đĩa 235 nha, đĩa rất là lớn luôn nè, đó nó to lắm, con này tới 2,200 W lận đó, con này nè
khủng luôn á. Okay. 2200W, đĩa là 235 anh em ha. 235 hàng công nghiệp ha. Với nhiều anh em mà muốn chế cháo cưa đĩa rồi á, mà cần một cái đĩa nó lớn á, ok dùng con này. 235 có chỉ có 1.880.000 nha, 1.880.000 cho cái con này thôi ha. Đĩa 235 nha, anh lưu ý nha, đĩa 235 mình nói lại ha. Đó, đĩa lớn á. Nhiều anh em lại thích chế cháo cưa đĩa mà mua đĩa nhỏ thì hơi nhỏ ha, ok chờ đĩa lớn luôn. Còn anh em muốn nhỏ hơn chút thì có thể cho con này ha. Con này là 1.600W, giá chỉ có 1.190.000 thôi. Đây. Nha, máy cưa đĩa 1.600W chỉ có 1.190.000 thôi nha anh em. Đó. À, nó gồm là chỉ có một cái lưỡi cưa gỗ theo kèm theo thôi ha, lưỡi phụ kiện theo gỗ thôi. Hoặc rẻ chút anh em có thể dùng con này 1.400W chỉ có 1.070.000 thôi. Đó, 1.400W ra 1.070.000. Và rẻ hơn nữa ok là chỉ có con này nè anh em, 1.200W giá 1.030.000. Tất cả giá này đều chưa gồm phí ship nha anh em. Tất cả giá mình đưa ra đều chưa gồm phí ship. Này, 1.200W anh em ha. 1.200W thì giờ nó dùng đĩa là 185 nha. Đĩa 185 giá chỉ có 1.030.000. Đó, 1.400W đĩa 185 luôn chỉ có 1.070.000 thôi. Đó. Khá là đẹp luôn. Và đây nữa, 1.600W đó, đĩa 185 1.190.000. Và kế tiếp đây là 2.200W đĩa là 235 ha, giá 1.880.000. Đó, rất là hoành tráng anh em ha. Ba dòng này đều có hết á, anh em nhu cầu các hàng lấy. Thì những cái dòng này anh em không biết ha, hãng Eco thì phụ thuộc nó thích hợp về gia đình xưởng dân dụng nhỏ nhỏ ha. Còn nếu mà chuyên nghiệp thì anh em có thể chơi The World hoặc là Stanley ha, Stanley The World thì anh em có thể chơi những dòng thêm. Dòng Eco thì phụ thuộc nó chỉ đáp ứng nhu cầu cho anh em nha. Nó cũng là dòng công nghiệp. À, nhưng mà về cái dòng công nghiệp đó thì giá khá là mềm luôn anh em ha. Đó. Còn anh em muốn phay lớn hay tay cầm nè, giá 1.570.000 anh em ha. Máy phay này phay lớn ha. Cốt là 6812 nha anh em. Nó ba chuẩn cốt luôn, nó có ba cái Xiaomi 6812 anh em ha. Đó. Còn không thì anh em có muốn mua máy chà nhám thì ok, chà nhám tăng ở đây là giá là 1.725.000. Đó, chà nhám tăng. À, đây. Đó. À, ở đâu rồi? Đây, nặng quá. Đây. Đây anh em ha, chạy nhắm tăng, đó, chạy nhắm băng như thế này nè, đó, 1.725.000, à, giá khá là mềm luôn ha. Rồi, ok anh em ha, thôi giới thiệu vậy đi ha, nào mình giới thiệu tiếp, cũng mệt rồi. Hoặc là anh em dùng máy phay mini này có 688.000 thôi, đó, phay gỗ mini, dùng cái cốt này làm 6.35 hoặc 6 chấm, anh em ha. Còn đây là máy chà nhám vuông, ôi chà nhám này chà. Chà nhám chữ nhật anh em ha, có 590.000 thôi, cười rẻ vậy ta. Đó, 590.000 thôi. Hoặc là chà nhám vuông 595.000. Chà nhám vuông sẽ mắc hơn ha, ngộ ha. Đó. Chà nhám vuông nè anh em, chà nhám vuông này giá chỉ có 595.000 thôi, giá khá là mềm luôn á. Ha, còn không như cái ông chà nhám này có 590 thôi. Mình thì không biết sao mà nó lại ô 575.000 chứ lộn anh em. Đây. Ha, 575.000 cho máy chà nhám chữ nhật. Bao giờ đâu rẻ đâu kỳ được ha. Ok, 575.000 cho cái chà nhám hình chữ nhật. Đó. Còn chà nhám vuông nhé. Nói riết lộng lưỡi à. Nha, 575.000 cho chà nhám vuông. Cái đế là vuông, còn đế chữ nhật là 590. Ok anh em ha. Đó. Còn anh em là muốn hàng công nghiệp không? Hàng khủng không? Đây, ngước lên trên nè. Đấy. Hàng này hàng khủng luôn nè. Tất cả đế bằng nhôm cao to, tổ đụng luôn ha anh em ha. 910.000. Đó, hàng này hàng khủng luôn, nặng. 910.000. Anh em ha, nó tất khủng luôn. Con này có chỉnh tóc không đây? À, con này không có chỉnh tóc anh em. Mình rờ đây, con này không có chỉnh tóc. Anh em bóp và dạy thôi. Ha. Những dòng này hồi nãy giờ là không có chỉnh tóc nha. Không chỉnh tóc hết. Ok ha. Rồi. Chỉ rung và chà thôi anh em. Rung và chà thôi. Rất là đẹp luôn. Còn không, bên đây là chà nhám tròn nè, đĩa sẽ tròn 930.000. À, chà nhám đĩa tròn, à, đĩa tròn á. Con này coi có chỉnh tóc không? Con này có không có chỉnh tóc nha, chỉnh đây thôi, công tắc thôi, bóp nhanh, bóp chậm thôi nè. Rồi ok. Hôm nay mệt rồi, giới thiệu như đó cho anh em xem thôi. Thì lâu lâu nhắc lại cái showroom á, để anh em có mua thì ghé cửa hàng mua. À, cũng khá là nhiều đồ ha. Đó, những cái đồ gọi là thông dụng ha. Đó. Tại vì có những cái đồ mình không treo hết được, mà có những cái đồ bên em không có xài tới nữa nên mình treo làm gì. Ha, có những cái đồ mà rất là hiếm, ít khi xài nên mình không đem về.
hoặc là bên đây. Tại vì anh em biết ha, Inco thì sản xuất rất là nhiều đồ, có những cái đồ mà không có nhu cầu mình sẽ tới á. Ví dụ như cái máy cắt cỏ dạng xe lớn á ha, hoặc là máy dạng bơm nước công nghiệp dạng lớn á, hoặc là máy máy đầm dạng lớn, rồi những cái đó thì mình không có đem về ha. Đó, hoặc là những cái máy cốc đầm lớn, hoặc là những cái máy cắt gạch lớn, đồ nó hàng khủng lắm. Ha, để trưng bày hết những cái đó thì những cái đó bán rất là lâu. Nó dạng là bán nó lâu hơn, nó sẽ chiếm mặt bằng, nhưng mà cái độ xoay vòng của cái máy thì nó không có cao, nó vẫn có được mà lâu lâu ha anh em ha. Nên những cái dòng mà dạng khó đó mình không đem về đó, hoặc là những cái dòng mà ít chuyên dụng tại Việt Nam á, cũng không đem về bán cho anh em ha. Lâu lâu cũng có mua, nhưng mà không, mình đem những dòng nào mà thông thường bán nhiều nhất là mang phục vụ anh em thôi. Rồi ok ha, anh em nhu cầu thì ghé cửa hàng lấy. Showroom Minh Còn này là địa chỉ là 876 878 Lạc Long Quân, phường 8 Bình, Hồ Chí Minh ha. Rồi, cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.